HOSE lãi hơn 2.500 tỷ đồng. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE cho thấy tổng doanh thu đạt 3.240 tỷ đồng, tăng 208% so với năm và vượt xa kế hoạch. Hoạt động nghiệp vụ chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu doanh thu với hơn 90%, tương đương 2.990 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ và tài chính. Ban lãnh đạo HOSE nhận định nguồn thu nghiệp vụ tăng trưởng đến gần 230% chủ yếu vì giao dịch chứng khoán sôi động. Thanh khoản bình quân mỗi phiên vẫn gấp 3 đến 4 lần so với năm trước, xấp xỉ 22.000 tỷ đồng và xuất hiện nhiều phiên giao dịch gần 2 tỷ USD. Tổng chi phí của HOSE năm ngoái tăng 95%, lên trên 700 tỷ đồng. Chi phí giám sát thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 70%, đồng thời có mức tăng mạnh nhất do biến động tỷ lệ thuận với doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán. HOSE lãi trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 270% so với năm trước để lên mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Con số này vượt xa kế hoạch lãi trước thuế 650 tỷ đồng công bố hồi đầu năm.